Ta có những giấc mơ thật lớn, ta có những ước mơ thật to, ta có những khát khao thật rộng. Vẽ nên một bức tranh tự do. Ta lấy cuộc sống làm mặt giấy, ta lấy trải nghiệm làm mực cỏ. Ta thấy gì cứ việc họa nấy, cân đo đong đếm mặt họ. Ê, tử tế, tử tế, tử tế, luôn nhắc trong đầu mình như thế. Sợ quên nên thôi đâm sâu cổ, cay đắng gì bằng khổ không qua. Có người thì nghĩ nó là B, có người thì dành nó là C, thôi thì nhường hết tao về D. Là về đâu? Về đích, trước hay sau cũng được, mày trước tao sau cũng được, ok từ từ tao lướt, mất bao lâu cũng cược. Hành trình không phải là hành hình, thành hình thành tài và làm mình. Rèn luyện cần cù tiết kiệm, càng lớn càng phải có trách nhiệm với gia đình. Âm nhạc quanh mình là anh em, cầu cho an bình, an lạc và an yên với gia đình. Âm nhạc quanh mình là anh em, cầu cho an bình, an lạc, an yên. Tiếng Việt phong phú, nghe một hồi lũ lúc nào không hay. Có khi liễu lưỡi, có khi thật khó để phát ra thành âm hay. Muốn ước được có thì sao? Thì bên trong phải phát ra thành tâm hay. Khi được của ló cũng đừng quên, vị ngọt của trái phụ thuộc vào cách 100 cây, còn cách hàng trăm cây nơi tao tới chưa phải là điểm dừng. Vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm, như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang, quyết không thể gãy được men. Mở mắt, chớp mắt, nhắm mắt, hết một vòng đời nào biết đâu. Tâm tư đôi khi cầm đỉnh không thể cất được thành lời, nên tao viết ra trang giấy, viết ra những điều tao muốn nói. The way back, thay đổi, hào quang sẽ rọi sau những chuỗi ngày đen tối. Ta lấy cuộc sống là một giây, ta thấy trải nghiệm là một cỏ, ta thấy sẽ cứ bình hòa này.